Chào các bạn, hôm nay mình sẽ đến thử một bài đọc dài. Bài này được áp dụng trong kỳ thi thực tế nên là chúng ta sẽ cùng nhau thử làm xem là có áp dụng được những cái mà mình đã học mà trong suốt mười mấy video trở lại đây hay không nhé. Bài này nhớ là các bạn làm trước khi mà check đáp án. Bài này thì thực ra thì nó cũng không phải là quá khó nếu như mà mình có một số các cái keyword ấy, nhưng mà nếu như mà mình đọc mà liên miên lan man mà không đúng trọng tâm ấy, thì cũng rất dễ là bị gây nhầm lẫn. Nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích này. Khi mà đọc một bài dài thì các bạn nhớ là việc đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn vào các cái câu hỏi. Đó là câu số 68 ở đây là gì ạ? Theo như tác giả thì cái người Sodansa là cái người tư vấn ấy, thì là đang yêu cầu ở cái người nghe cái điều gì, đúng không? Ở đây mình có các cái từ là sai sộ ní, tức là cái điểm đầu tiên, cái điều đầu tiên mà cái người tư vấn đang yêu cầu cái người nghe đó là gì. Thì khi mà biết được cái câu hỏi như thế này, chúng ta sẽ nhìn vào cái phần bài đọc ở đây và đi focus, đi tìm các cái keyword như là sô đan xạ này, sai sộ ní này, rồi mô tô mê rự này, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ cùng đọc nhé. Ikawa counselor ni sōdan surukoto nitsuite kakareta bunshō desu. Là đây là một cái đoạn văn được viết về cái việc trao đổi với lại counselor là cái người tư vấn này. Hito kara yoku sōdan sareru hito というのはじっくり相手の話に耳を傾けてくれる人であるはずだ。Tối ưu nó là định nghĩa rồi. Định nghĩa một cái người mà được tư vấn từ rất là nhiều người. Thường hay yêu cự, đây là thường được hay tư vấn từ nhiều người ấy, thì chắc chắn phải là đế đự. Phải là một cái người mà lắng nghe cái câu chuyện của đối phương một cách rất là chăm chú này. Sô đan xá wa kutae o sugu ni dete hoshii no dewa naku mazu wa jikkuri hanashi o kiite hoshii no da katarittai no desu. Sô đan xạ là cái người tư vấn ấy, thì là không phải là muốn ngay lập tức sư ngữ ní đưa ra cái câu trả lời, mà trước tiên là họ muốn lắng nghe cái câu chuyện của mình một cách chăm chú. Mình thấy ở đây động từ của mình nó là verb te hoshi, có là mong muốn ai đó làm gì cho mình. Mà cái bài này mình thấy cái chủ đề ở đây nó là cái đoạn văn mà được viết về cái việc là trao đổi với lại nhân viên tư vấn. Thì cái người mà viết ra cái bài này thì là cái không phải là cái người tư vấn mà là cái người được nhận tư vấn, đúng không? Thì ở đây mình sẽ hiểu là cái người được nhận tư vấn ấy, hay là chính là cái sōdan xạ ấy, là cái người mà muốn tư vấn của người khác ấy, thì là họ rất là mong muốn là cái người tư vấn người ta sẽ phải lắng nghe rất là chăm chú cái câu chuyện của mình, và ma dự cái điều đầu tiên là họ cần như vậy, và họ muốn là họ muốn nói chuyện, hay chính xác ở đây là cái sōdan xạ là cái người được nhận tư vấn ấy, đúng không? Hay là cái người mà đến tư vấn ấy là họ muốn người khác lắng nghe mình và họ muốn là được nói chuyện. Thì đến đây là chúng ta đã có thể làm được cái câu số 1 rồi, là cái điều mà theo như tác giả thì là cái sōdan xạ là cái người tư vấn, người ta đang yêu cầu cái người nghe, hay chính là cái counselor đấy, đúng không? Là cái người mà đưa ra tư vấn ấy, đúng không? Là đầu tiên là họ muốn cái gì? Là họ muốn kataritai và họ muốn là lắng nghe. Nên là đáp án của mình ở đây nó chính là lắng nghe, đúng không? Thì nó chính là cái đáp án số 1 ở đây là jikan o kakete tada hanashi o kiite kureru koto, là muốn dành thời gian để lắng nghe thôi. Nhưng mà những cái câu khác thì nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng đọc tiếp. Nếu như giả dụ mình chưa chắc chắn được là câu số 1 thì mình sẽ đi đọc tiếp này. Sōdan ni itte shinsetsu ni mo kochira ni kawatte sokuza ni kotae o dashite kureru hito ga ita toshite sore wa tasukatta to sunao ni sono kaito o sayou suru hodo boku tachi wa tanshun boku dewa nai. Khi mà đọc một cái câu dài như thế thì chúng ta sẽ nhìn theo các cái dấu phẩy này và phân tích theo các cái cụm cấu trúc ngữ pháp. Ở trong cái câu này thì nó có một cái cấu trúc ngữ pháp mà nó hơi khó một tí. Đó là cái từ tố ste ở đây này. Bình thường mình hay bắt gặp là danh từ và tố ste, có là với tư cách là gakuse tố ste là với tư cách là học sinh, sensei tố ste là với tư cách là giáo viên. Nhưng mà đây mình nhìn để ý kỹ một chút thì nó là động từ cộng với lại tố ste. Có nghĩa là mình sẽ hiểu cái cấu trúc ngữ pháp này nó mang nghĩa là giả dụ như là, hoặc là có những cái trường hợp như là, có những cái trường hợp là có những cái người mà sẽ nhận được ngay cái câu trả lời ngay lập tức,
thay cho mình một cách rất là thân thiện, đúng không? Nhưng mà Sore wa là cái việc đó nhé. Cái việc đó thì là Bokutachi wa, Bokutachi ở đây là bản thân tôi nhé, hay chính là cái người mà viết ra cái đoạn văn này này. Thì Tanjin Soboku de wa nai, bản thân tôi thì là không phải là một cái người mà kiểu là một cách quá là đơn giản và đơn thuần như thế. Thì cả cái câu này mình sẽ dịch là khi mà đi đến cái nơi để tư vấn thì sẽ có những cái người là nhận được cái câu tư vấn ngay lập tức thay cho mình một cách rất là thân thiện. Thì cái việc này ấy, thì tôi thì lại không phải là một cái người mà kiểu một cách đơn giản đơn thuần như vậy, đến mức mà chấp nhận sayo, đây là chấp nhận hay là lấy hay là áp dụng cái câu trả lời đấy một cách rất là sunao, và cảm thấy rằng là nó rất là taskata. Taskaru ở đây là kiểu cảm thấy rất là biết ơn này, cảm thấy rất là có ích này. Và sayo là lấy luôn hay là áp dụng luôn, bằng lòng luôn với cái câu trả lời lấy một cách rất là sunao, một cách rất là kiểu là nghiêm túc ấy, đúng không? Thì tôi không phải là một cái người như vậy, đúng không? Thì cái từ hô độ ở đây là để so sánh đối chiếu đấy. Đại trị là cái điều đầu tiên ấy, honin ga ikura kangaete mo wakaranai nanto ni taishite jizō mo yoku wakaranai tanin kara sonna ni kantan ni kutae o dasarete wa tamaranai. Thì điều đầu tiên là cái việc trước hết đó là gì, là đối với là ni taishite, rồi đối với một cái câu hỏi mà bản thân cái người đó nghĩ mãi ikura kangaete mo mà vẫn không hiểu ấy, thì cái việc mà làm sao, cái việc mà cái người khác mà không hề biết về cái câu trả lời đó, không hề biết về cái jizō là cái về cái sự tình câu chuyện, mà lại son na ni trả lời, lại đưa ra một cái có thể dasarete, đây là có thể đưa ra được một cái câu trả lời một cách vô cùng đơn giản như vậy, thì thật là tamaranai, thật là không thể chịu nổi ấy, kiểu như vậy. Thì cái từ tamaranai ở đây mình cũng có thể dịch là không thể nào chấp nhận được, hoặc là thể hiện cái cảm xúc của mình ấy. Dakara toitte hito ni hanasu koto ga yaku ni tatanai tou no de wa nai. Cho dù nói là như vậy, nhưng mà cái cũng không có nghĩa là, đúng không? Cho dù nói là như vậy thì cũng không có nghĩa là cái việc mà đi nói chuyện với người khác thì nó không hề có ích. Ý ạ, không phải như vậy. Mushiro là ngược lại này. Oi ni yakutatsu no de aru, mà nó vô cùng có ích là đằng khác. Anna ni nayandeita no ni iroro mayo bakkari de dou ni ka kotae ga denakatta no ni hito ni hanashite mitara angai kantan ni kensetsudeki na kaiketsu saku ga mitsukatta. Là mặc dù là mình đã anata ni nayandeita no ni, là mặc dù mình đã rất là gọi là gì, lo lắng chăn trở suy nghĩ. Tiếp đến mình lại thấy nô ní ở đây nữa, thì là mình sẽ hiểu là mặc dù là không thể nào đưa ra được đô ni mố thì sẽ là kiểu gì thì kiểu này, cũng không thể nào đưa ra được cái câu trả lời mà chỉ toàn có mayoi thôi, là chỉ toàn có phân vân rồi đắn đo và suy nghĩ rất là nhiều thứ ấy. Nhưng mà làm sao khi mà mitara là khi thử mà nói chuyện với lại những cái người khác ấy, thì angai thì là ngoài cái dự tính của mình lại có thể mitsukatta, tìm ra được những cái đối sách mà kensetsuteki là những cái đối sách, những cái cách giải quyết mang tính rất là tích cực hoặc là mang tính xây dựng một cách rất là đơn giản. Thì khi mà đọc một cái câu dài như vậy, một cái keyword đầu tiên là chúng ta nhìn vào các cái dấu phẩy, đúng không? Cái keyword thứ hai là chúng ta nhìn vào cái cấu trúc ngữ pháp. Ví dụ như ở đây là nô ní này, tiếp đến là nô ní này, mặc dù là A, mặc dù là B, nhưng mà mitara khi mà thử nói chuyện với C thì là sẽ mitsukatta, đã tìm ra cái cách giải quyết vô cùng là hợp lý, một cách rất là đơn giản, đúng không? Ngoài cái dự tính của mình. Thì chúng ta cứ nhìn theo cấu trúc ngữ pháp là có thể ra tất cả mọi thứ thôi. Sonna koto mo mezurashiku nai, và cái việc này nó không hề hiếm một chút nào. Thì đến đây mình có thể loại được các cái câu hỏi của câu số 1 chưa? Đáp án của mình thì nó chính là cái số 1 rồi, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ loại các cái câu số 2, câu số 3, số 4 như thế nào? Nayamu yo na nan mon de wa nai to itte kureru koto, là sẽ nói cho mình biết rằng là đấy là một cái câu hỏi, đấy không phải là một cái câu hỏi mà cần phải đắn đo suy nghĩ là cái gì. Thì cái này nó không hề nhắc tới rồi. Câu số 3 là hanashi yasui funiki o tsukutte kureru koto, thì cũng không hề nhắc tới đến cái đoạn đầu và cái đoạn 2.
tạo ra một cái không khí, một cái môi trường mà có thể dễ dàng nói chuyện thì người ta cũng không nói tới này. Harashi o kiite kaiketsu saku o issho ni kangaete kureru koto, là cùng nhau suy nghĩ với nhau, cùng suy nghĩ với nhau, hoặc là cùng với mình suy nghĩ về cái cách giải quyết, lắng nghe câu chuyện và cùng suy nghĩ cái cách giải quyết. Thì cũng không hề nhắc tới trong cái đoạn đầu tiên luôn và cái đoạn số 2. Nên là đáp án của mình nó chỉ là còn câu số 1 thôi. Có một cái mà khi mà đi thi các bạn cũng có thể áp dụng được, đó là khi mà mình đọc cái câu hỏi đúng không, mình sẽ thấy là sô đan xạ này cộng với lại sai sộ này, thì là mình sẽ đi tìm cái câu nào nói về sô đan xạ, cái câu nào mà nó có cái từ sai sộ ấy, thì ở đây nó chính là sô đan xạ và cái từ sai sộ nó bằng với cái ma dự ở đây. Còn lại này, có một cái keyword nữa, đó là khi mà đọc cái câu hỏi số 1 ấy, thì thường thường nếu như mà giả dụ chúng ta còn đang phân vân ấy, thì chúng ta đừng có đọc xa quá. Thường thường khi mà một cái đoạn văn dài ấy, thì nó sẽ chia ra làm 1, 2, 3, 4 đoạn ngắn. Và cái câu hỏi của mình ấy, nó cũng sẽ chỉ để hỏi cho từng đoạn, từng đoạn, từng đoạn một, giống như là các cái bài ngắn gộp lại với nhau thôi. Nên là khi mà cái câu số 1 mình đừng có đọc xa quá, mình chỉ đọc đến cái đoạn 1 đến 2 đoạn đầu thôi, để mà có thể tìm ra được cái câu hỏi, câu trả lời cho cái câu đầu tiên thôi. Và mình sẽ đi tìm các cái keyword để mà tìm ra được cái đáp án nó nằm ở đâu. Ví dụ như ở đây là cái từ sai sộ này, hoặc cái sô đan xạ này nó nằm ngay ở trong cái đoạn đầu tiên này. Nên là mình sẽ cố gắng focus vào đấy để tìm ra đáp án luôn. Tiếp đến là cái câu số 2, đây là mình sẽ tiếp tục đọc câu hỏi này. Theo tác giả thì trong cái quá trình mà nói chuyện thì cái sô đan xạ là cái người tư vấn ấy, thì là người ta sẽ cần phải nói chuyện như thế nào, đúng không? Tố sự cả là sẽ cần phải nói chuyện như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ tìm đi, mình sẽ tìm cái câu nào mà nó có cái katari ai, và tìm cái câu nào mà có cái từ sô đan xạ này, thì là cái cách nói chuyện như thế nào thì nó chính là đáp án ở đó. Thì bây giờ mình đọc tiếp này. Sô shita kesu dewa nayami ya mayoi o hanashita aite ga kotae o dashite kureta wake dewa nai. Trong cái những cái trường hợp như vậy, là trong những cái trường hợp mà làm sao khi mà nói chuyện với người khác thì cái câu trả lời nó lại được tìm ra một cách rất là đơn giản mà mình không hề ngờ tới ấy, đúng không? Thì không hiếm những cái trường hợp như vậy. Thì với những cái trường hợp như vậy là những cái trường hợp mà có được cái câu trả lời một cách đơn giản ấy, ngoài cái dự kiến của mình ấy, thì cũng không phải, không có nghĩa là ngay cả những cái trường hợp như thế có thể đưa ra được ngay cái câu trả lời như thế, thì cũng không có nghĩa là họ sẽ giúp mình. Kureru ở đây là họ giúp mình đưa ra các cái câu trả lời, hay còn gọi là IT ở đây là đối phương này, là không có nghĩa là đối phương sẽ đưa ra cho mình, giúp cho mình cái câu trả lời. Thì là cái đối phương mà chúng ta đã nói những cái Nayami là những cái lo lắng trăn trở của mình, hoặc là những cái Mayoi là những cái sự phân vân đắn đo của mình ấy, thì cũng không phải là họ là những cái người đưa ra cái câu trả lời cho mình. Aite ni jizō ga wakaru yō na hanashi shite kikasete iru uchi ni kore made to chigatta shiten kara no kaito ga futo omoi ukanda no dearu. No dearu ở đây là giải thích cho câu đằng trước. Thì mình sẽ nối hai cái câu lại với nhau. Tiếp đến mình nhìn vào cái cấu trúc ngữ pháp và nhìn vào các cái dấu phẩy, mình thấy là uchi ni, trong cái lúc mà nói chuyện với đối phương và bắt đối phương phải nghe những cái câu chuyện để mà có thể hiểu được cái sự tình ấy, thì chúng ta sẽ bất chợt nảy ra các cái câu trả lời từ một cái góc nhìn mới, hoàn toàn khác so với từ xưa cho đến nay. Kore made ikura kangaete mo omoi ukabanakatta koto ga bitsu no kozu no moto ni totsuzen ukabiagatte kuru. Koto ga đây là chủ ngữ rồi. Từ trước cho đến nay, hoặc là từ trước cho đến giờ, thì cho dù là mình có suy nghĩ rất là nhiều thứ mà cũng không thể nào mà nghĩ ra được ấy, thì bitsu no kozu no moto ni là dựa vào cái kozu. Cái kozu ở đây nó chính là cái cách suy nghĩ, hay là cái cách mà mình nắm bắt vấn đề. Nên là mình sẽ hiểu là dựa theo một cái cách nghĩ khác, một cái cách hiểu khác, thì đã totsuzen, đột nhiên, thì nó đã ukabi agatte kuru. Agatte kuru là miêu tả cái trạng thái rồi, là tự nhiên nó sẽ nảy lên cái câu trả lời ấy, theo một cái hướng, một cái cách suy nghĩ hoàn toàn khác. Mayoi ga fukireru shinkan to yu no mo sono yo ni shite tazureru no daro.
Và phải chăng là ngay cả cái khoảnh khắc mà cái mayoi ga fukireru ở đây người ta đang giải thích cái phần chi uy số 3 là kiete nakunaru, là nó sẽ biến mất ấy, nên là mình sẽ hiểu là cái mayoi là cái sự đắn đo rồi sự suy nghĩ của mình nó không còn nữa. Cái khoảnh khắc mà mình không còn đắn đo, không còn suy nghĩ nữa thì nó cũng sẽ đến, tojureru là nó sẽ cũng đến theo cái kiểu như vậy. Kiểu như vậy là kiểu như thế nào? Là kiểu là đột nhiên nó sẽ ukabi agaru theo một cái betsuno kozu, theo một cái cách nhìn khác, theo một cái góc độ khác, một cái cách suy nghĩ khác, đúng không? Dewa source da betsu no kozu o mutarasu aratana shiten wa ittai doko kara yatte kuru no ka? Mình thấy là ittai thì bao giờ nó cũng đi với lại một cái câu ở dạng phủ định. Vậy thì nó sẽ đến từ đâu? Đúng không? Vậy rốt cuộc thì ittai đây là vậy rốt cuộc thì nó sẽ đến từ đâu? Cái gì đến từ đâu thì là cái góc nhìn mới mà đem lại từ một cái cách suy nghĩ khác kiểu như vậy thì nó sẽ đến từ đâu? Sore wa katariai no naka kara toyu shikanai, và nó chỉ có thể được nói rằng là nó đến từ kara, nó đến từ trong cái quá trình mà mình trao đổi với nhau, trao đổi lẫn nhau. Thì ở đây mình đã bắt gặp một cái keyword ở trong câu hỏi rồi này, katariai no naka, là trong cái quá trình mà mình nói chuyện với nhau thì cái góc nhìn mới đấy nó sẽ được yatte kuru. Kikite ga iru koto de kikite ni wakaru you ni jizō ya jibun no nayameru omoi o setsumei shiyou to suru. Đó là gì ạ? Bằng cái việc là, bằng cái cách là, hoặc là vì là, đúng không? Có cái người lắng nghe nên là chúng ta sẽ làm sao siêu tố sư đự, là cố gắng giải thích cái suy nghĩ đắn đo lo lắng của bản thân, rồi những cái sự việc hoặc là tình trạng để sao cho đối phương hay là cái người nghe ở đây có thể hiểu, đúng không? Thì là kikite ga wakatte kurenai koto ni wa hanashi ga susumanai no de, vì nếu như mà người nghe không hiểu cho mình thì cái câu chuyện nó cũng sẽ không thể nào tiến triển được. Nên kikite ni likai shite morau ni wa do setsumei suru no ga yoi ka o gufu shi nagara hanasu koto ni naru. Thế nên là sẽ cần phải làm sao? Sẽ cần phải làm sao vừa suy nghĩ này, tính toán này, lại tính toán cái gì? Tính toán xem là nên, đúng không? Do setsumei suru no ga ii ka, là làm thế nào để mà có thể giải thích được một cách rõ ràng nhất này, để mà đối phương hay là người nghe có thể hiểu giúp mình này, vừa nói chuyện đấy, vì là mình sẽ cần phải cho người nghe người ta hiểu, nên là mình sẽ cần phải suy nghĩ đắn đo làm sao để giải thích như thế nào để mà có thể tiếp tục nói chuyện được, để cho người nghe người ta có thể hiểu được. Thì đây chính là cái đáp án của bài. Đó là gì? Theo như tác giả thì trong cái quá trình nói chuyện thì cái người xô đan xạ đấy người ta phải nói như thế nào? Phải nói để cho cái người nghe người ta hiểu, nói để cho cái counselor người ta hiểu, nói để cho người ta hiểu được cái Nayami của mình, để mà người ta có thể nhìn từ cái góc độ khác để đưa ra, bất chợt đưa ra được cái câu trả lời cho mình, giúp mình. Nên đáp án của mình nó chính là cái gì đấy? Là kikite ga kanshin no motsu you ni kufu shi nagara hanasu. Đúng là kufu thật, đúng là tính toán tỉ mỉ ra làm sao để mà có chuyện với họ thật, nhưng mà không phải là để cho họ quan tâm, mà là làm sao mà để cho họ có thể ly kai ste moral, để mà giúp cho họ hiểu mình thôi, để họ có thể đưa ra được những cái góc nhìn mới thôi. Nên đáp án một sai nhá. Kikite ga shiritai to omotteru koto o chiushin ni hanasu, là nói ra những cái điều mà trọng tâm, là những cái thứ mà người nghe người ta đang nghĩ rằng là người ta muốn biết, thì cái này cũng không đúng rồi, đáp án nó không có cái ý này trong bài. Kikite ga wakaru you ni jizō ya nayami o dekiru dake kuwashiku hanasu, là nói chuyện một cách rất là chi tiết cụ thể trong khả năng có thể về cái jizō, cái tình trạng, và cái nayami là cái sự lo lắng của mình, để cho đối phương hiểu. Cái câu này thì rất dễ nhầm lẫn, rất là nhiều bạn sẽ chọn câu này, nhưng mà mình sẽ nhìn cái câu gạch đỏ đây và đọc kỹ một chút này, là nếu như mà đối phương không hiểu cái câu chuyện của mình thì sẽ không thể nào nói chuyện tiếp được, nên là mình sẽ cần phải cư phư làm sao, giải thích như thế nào để cho họ hiểu được cái câu chuyện của mình và để nói chuyện, đúng không? Thì ở đây nó chính là cư phư cái gì?
cư phư xem là cần phải giải thích và mô tả như thế nào cho đúng, cần phải giải thích và mô tả như thế nào cho ok. Đấy, nên là nó phải là cái setsume no shikata chứ không phải là hanasu một cách chi tiết về cái jizo và cái nayami, mà mình phải làm sao để cho người ta hiểu được ấy. Đấy, nên là nó phải là setsume shikata o kangai nagara hanasu, vừa nghĩ vừa nói chuyện về cái cách mình giải thích để mà có thể giúp cho cái người nghe người ta có thể hiểu được. Nên đáp án của mình là cái số 4. Với cái câu số 70 ấy thì là điều trùng hợp với suy nghĩ của tác giả là cái điều gì thì mình sẽ đọc tiếp này. Soko de isuki sareru no ga kikite no likai no wakugumi, tsumari kikite ga monogoto o likai suru no ni omou toshite mochi teiru wakugumi de aru. Vậy là cái no wa ở đây là cái gì đây? Cái điều mà chúng ta cần phải, chính vì vậy sô cô đệ là vì vậy cho nên cái điều mà cần phải được ý thức ở đây nó chính là cái wakugumi. Thì cái wakugumi người ta đang giải thích ở đây nó chính là cái phương pháp, nên là mình sẽ hiểu là điều cần chú ý là cái phương pháp để mà người nghe người ta hiểu này, hay nói tóm lại nó chính là cái phương pháp được dùng chủ yếu là nó chính là cái phương pháp mà chủ yếu được dùng để mà cái người nghe người ta có thể hiểu được cái sự việc monogoto. Kite no likai no wakugumi o isuki shinagara, mình sẽ phải vừa ý thức về cái phương pháp, cái cách để cho kikite cái người nghe người ta hiểu, phải vừa làm sao jizo setsumeshi, vừa giải thích cái sự tình này, vừa ý thức cái việc đấy, vừa giải thích cái sự tình này, rồi trong lúc mà giải thích cái suy nghĩ và cái đắn đo của mình thì sẽ phải làm sao? Thì sẽ jibun no likai no wakugumi to kikite no likai no wakugumi ga kosho shi tsutsu yugo shi yugo đây nó chính là thống nhất này. Có nghĩa là mình sẽ phải trong lúc mà giải thích những cái suy nghĩ đắn đo của mình ấy thì sẽ phải thống nhất, vừa thống nhất vừa trao đổi cái phương pháp hiểu của người nghe và cái phương pháp hiểu của bản thân. Có nghĩa là mình sẽ có một cái cách hiểu riêng, đối phương cũng sẽ có một cái cách hiểu riêng, thì mình phải koso là mình phải trao đổi, rồi mình cần phải thống nhất nó với nhau. Rồi soko ni từ đó mà jibun hitori de kangaete ta toki to wa chigatta shiten ga motasareru, và từ đó sẽ đem lại những cái góc nhìn khác khi mà mình chỉ có suy nghĩ một mình thôi. Sona kanji nano dewa nai daro ka, phải chăng tôi có cái cảm xúc, cái cảm giác kiểu như vậy. Sono aratana shiten o sayo shite miru to kore made keiken mo chigatta imi o motte kuru, me no mae no jitsugen no miekata mo ippen suru. Khi mà thử nắm bắt một cái góc nhìn mới như vậy thì cái ý nghĩa khác với những cái kinh nghiệm từ trước đến giờ nó sẽ tới. Motte kuru đây là nó bằng với từ motsu ấy, là sở hữu ấy, có cái nọ có cái kia ấy, thì là nó sẽ mang một cái ý nghĩa hoặc là có một cái ý nghĩa hoàn toàn khác với lại những cái kinh nghiệm từ trước cho đến nay. Me no mae no jitsugen no miekata mo ippen suru, và cái cách nhìn về hiện thực trước mắt của mình nó cũng sẽ thay đổi một cách hoàn toàn, ippen suru. Thế nên là cái câu cuối của mình là theo như suy nghĩ của tác giả thì cái nào là trùng hợp. Câu 1 này, katariya niyotte soremade kizukanakatta shiten ga erareru, là bằng cái việc nói chuyện thì chúng ta sẽ có được những cái góc nhìn mới mà chúng ta chưa từng nhận ra từ trước cho đến nay, thì nó chính là đáp án rồi. Đáp án của mình đó là chúng ta sẽ áp dụng một cái góc nhìn mới thì cái nó sẽ mang một cái ý nghĩa hoàn toàn khác so với kinh nghiệm của mình từ trước cho đến nay, và cái cách nhìn của mình về hiện thực nó sẽ hoàn toàn thay đổi. Thì nó chính là cái số 1 này rồi cũng đâu. Cần câu số 2 này, katariya te được chini, trong cái lúc mà mình nói chuyện thì là mình sẽ có thể suy nghĩ bằng một cái góc nhìn của người nghe. Câu số 2 này thì cũng đang không đúng rồi. Người ta không nói rằng là mình sẽ có thể suy nghĩ theo cái góc nhìn của người nghe, mà là người nghe người ta sẽ lắng nghe cái góc nhìn của mình, lắng nghe những cái lời giải thích của mình để đưa ra cái góc nhìn khác, đúng không? Có phải là người nghe người ta sẽ suy nghĩ theo cái góc nhìn của mình, chứ không phải là mình nghe theo cái suy nghĩ theo cái góc nhìn của người nghe. Nên là đáp án số 2 bị sai này. Chikau keiken no shita hito ni soudan sureba genjitsu no
Ekatamo Kawaru. Nếu như mà mình trao đổi với những cái người mà có những cái kinh nghiệm khác thì là cái cách nhìn của mình về hiện thực nó cũng sẽ thay đổi. Thì nó sai ở cái đoạn là Chigao keiken no shita hito ni soudan suru. Không phải là mình trao đổi với một người có cái kinh nghiệm khác, mà là cái người đấy người ta sẽ lắng nghe câu chuyện của mình và người ta sẽ nhìn theo cái góc độ khác, chứ không phải là trao đổi với cái người có kinh nghiệm khác. Câu 4 là gì? Jibun no shiten o taisetsu ni shite kataru koto de nayami no kaiketsu ni tsunagaru. Bằng cái việc là nói chuyện và coi trọng cái góc nhìn của bản thân thì là sẽ dẫn tới cái việc giải quyết được cái nayami. Cái câu này hoàn toàn sai rồi, không hề nói đến trong bài một tí nào, nên là cái câu số 4 cũng sai. Bài này ở trong N2 ấy, nó có một đặc điểm là chúng ta không hề thấy một cái phần gạch chân nào hết. Chúng ta sẽ phải tự đi tìm xem là cái đoạn mà cái câu hỏi người ta đang nhắc tới nó là nằm ở cái chỗ nào. Nó không có cái phần gạch chân để chúng ta nhận biết là cái mình sẽ tìm mình đang người ta đang hỏi ở cái phần nào ở trong bài, nên nó sẽ hơi khó để cho chúng ta nhận biết các câu, đúng không? Thì trong những cái trường hợp như vậy ấy, thì chúng ta sẽ nhìn vào các cái keyword này thôi, nhìn vào các cái keyword ở trong câu hỏi thôi. Thì trong keyword nó sẽ có sô đan xạ, có sai sộ này, đi tìm cái câu nào mà nó có cái ý đấy để mà tìm đáp án. Cái câu số 69 này cũng thế, là người sô đan xạ người ta sẽ phải nói chuyện như thế nào trong lúc mà katari ai, thì ở đây nó cũng có cái từ katari ai chiu đây. Đấy, thì là mình sẽ tìm cái đáp án thông qua cái cách mà mình định hình cái đoạn văn, cái đoạn mà tìm câu trả lời như vậy. Rồi cái câu số 70 là cái điều phù hợp nhất với tác giả, thì mình cần phải tổng hợp ý và đưa ra cái đáp án phù hợp nhất. Thường thì nó cũng sẽ nằm ở cuối bài khá là nhiều ấy, nên là chúng ta cũng có thể đấy, lấy đấy là một cái hint tội để chúng ta làm cho nó nhanh và sẽ suôn sẻ hơn. Video hôm nay mình sẽ kết thúc ở đây. Bài đọc N2 nhưng mà để dịch nó một cách gọi là trọn vẹn thì cũng không phải là dễ một chút nào. Các câu của mình cũng khá là dài, khá là trúc chắc, nhưng mà các bạn nhớ đó là gì? Luôn luôn nhìn theo các cái dấu phẩy, luôn luôn nhìn theo các cái cấu trúc ngữ pháp và dịch theo cấu trúc ngữ pháp và ra. Các cái cấu trúc ngữ pháp thì nó cũng không phải là quá khó đâu, nó cũng chỉ là những cái cấu trúc ngữ pháp rất là đơn thuần thôi. Trong cái bài này mình sẽ thấy để ý những cái từ nô đà để giải thích biện luận cái lời giải thích của tác giả ấy, thì là nó là một cái hint tội để mình tìm đáp án này. Cái từ tamaranai này cũng thế này, gọi là không thể chịu đựng được hoặc là không thể nào chấp nhận được cái việc như thế này, cấu trúc ngữ pháp đấy. Rồi có cái tố sư rự ở đây là, hoặc là tố stệ, nếu mà là danh từ thì là với tư cách là, nhưng mà nếu mà là động từ ấy thì mình sẽ phải hiểu là gì, giả dụ là, hoặc có những cái trường hợp như là. Thì tố sư rự ở đây nó cũng là cái cấu trúc mà mang cái nghĩa là lấy ra ví dụ đấy. Rồi itai thì nó sẽ đi với thể phủ định ở đằng sau. Vậy rốt cuộc là thế nọ thế kia, rốt cuộc là như thế nào, thì itai cộng với noka hoặc là discard. Bài của mình hôm nay thì sẽ kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào cái video tiếp theo nhé.